Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Dạ, em chào mảnh ghép yêu thương và tất cả những ông bà, anh chị em, cộng đồng mạng trên toàn thế giới và nước ngoài. Rồi, bây giờ chị có thể giới thiệu về bản thân của mình ha. Dạ, em năm nay 62 tuổi, tên là Thủy. Và cuộc sống thì cũng cô đơn nhiều năm rồi. Chưa có gia đình, chưa có bạn trai. Rồi. Cuộc sống lúc trẻ thì cũng lo làm ăn. Rồi bây giờ lớn tuổi rồi thì cũng thấy đơn cô có một mình. Đôi khi đi đau ốm nằm viện thì cũng không có nhờ ai được. Mà thuê người ta thì cũng không được đạp như theo ý muốn của mình. Vì vậy nên cũng muốn lên đây kiếm một người bạn đời, tức là chăm sóc nhau lúc tuổi già sức yếu. Người rồi bạn chị đó... thấy, rồi chị có thể ngưng ha, từ từ hỏi tiếp. Chị Thủy, 62 tuổi, dạ. Chị đến từ đâu? Dạ, em đến từ, nếu mà hộ khẩu thì còn ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện giờ em đã sống ở vùng Tây Ninh, Gò Dầu Tây Ninh. Gò Dầu Tây Ninh chị ha. Mà chị Thủy nè, chị có thể nói chuyện với em bình thường ha. Dạ. Chị đừng có dạ. Chị đừng có dạ với em ha, tự chị cao tuổi hơn. Dạ. Cái thứ hai nữa, chị đừng có xưng em với em nha. Dạ. Chị đi. Chị dạ. Gọi là chị đi ha. Rồi nói chuyện cũng đừng có dạ thưa với em nha. Dạ. Em tổn thọ đó. Rồi chị Thủy đến từ Tây Ninh, Gò Dầu Tây Ninh. Dạ. Ở trên Gò Dầu Tây Ninh chị Thủy làm việc gì nè? Dạ, lúc còn... Đó, đừng có dạ, em nói đừng có dạ. Lúc xưa thì còn sức khỏe thì cũng làm ăn kinh doanh đủ thứ. Ừ. Nhưng bây giờ thì đã nghỉ không làm gì nữa. Giờ dạ. Nghỉ không làm gì nữa. Dạ. Bây giờ làm gì? Bây giờ thì cũng chả làm gì, vừa rồi có bán vé máy bay nhưng mà đi thuê mặt bằng nó cao quá, cũng nghỉ luôn rồi, không làm nữa. Ở nhà cô đơn mình đói nấu cơm ăn. Đúng rồi. Giờ mình không làm gì rồi sao mà có thu nhập? Cũng tính là ít bữa nữa làm may vá gì ở nhà đó. Ở trên Gò Dầu Tây Ninh là nhà mình hay là nhà trọ chị? Dạ, cái đó bây giờ nó không phải là nhà, đó là cái chuồng yến. Rồi cũng khoanh một vùng để ở vậy đó. Chứ cũng không phải nhà cửa nữa. Có nuôi yến nữa hả? Có. Đất của chị luôn? Cái đất đó, đất cũ của mình. Nuôi yến khá lắm đó. Nhưng mà xin lỗi là cũng vì tin tưởng như thế cho nên bây giờ thất bại. Tức là mình người ta nuôi chỉ có 2 năm có thu hoạch, nhưng mình nuôi 4 năm nó không có con yến nào hết. Cho kỳ. Hiện giờ là đang gặp khó khăn về vụ đó. Không biết cất nó tại cái nhà, cất một cái nhà yến cũng tốn rất là nhiều. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nó cũng hên xui ạ. Có cái chuồng nó có yến, còn chuồng nó không có cũng phải chịu. Thì cái đó cũng là cái thất bại chị ha. Dạ vâng, cái đó là thất bại. Rồi bây giờ như vậy nè chị Yến, để tiếp tục cuộc trò chuyện đó. Thì chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương có một cái điều lệ mà cũng phải hỏi qua bất kỳ cô chú anh chị nào. Dạ. Chị có quyền chấp nhận và không chấp nhận ha. Chị Thủy nè, chị có cho phép Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của chị để đăng lên mạng xã hội hay không? Dạ, đồng ý. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình chị cũng như con cháu bản thân chị sau này bắt chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương tháo hoặc gỡ bỏ video này xuống là không được. Đồng ý. Chị Thủy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Vâng, tôi đồng ý. Rồi. Rồi chị Thủy nè, bây giờ chị em mình tiếp tục cuộc trò chuyện ha. Chị tình trạng hôn nhân của gia đình mình như thế nào chị Thủy? Tôi lúc còn trẻ thì gia đình cũng gả ép cho nên hai người cũng không có quen biết yêu đương gì, cho nên sống rất là ngắn ngủi, trong 2-3 năm thì cũng ly dị. Ly thân rồi đến năm một thời gian dài sau cái làm giấy phép ly dị, và tôi cũng cảm thấy cuộc sống phải lo cho con cái, cho lo làm ăn thôi, chứ cũng không có quan hệ riêng tư với ai hoặc là chơi bời nam nữ là cũng không có. Mà bây giờ thì đến cuối đời rồi, thấy sức khỏe của mình cũng không đi làm nhiều. Rồi thời gian để mình dành cho cái cuộc sống riêng tư có, cho nên tôi đi tìm cái ý trung nhân. Chị Thủy nè, chị với ông xã mình ly dị bao lâu rồi chị?
Chúng tôi ly dị năm 1998. À 90, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng mà trong trong thời gian năm 90 mấy đấy, chắc khoảng 96 98 gì. Nhưng mà cũng hai mấy năm hả? Đấy là ly dị, còn ly thân chúng tôi ly thân suốt 40 năm à. Ồ, lâu dữ vậy luôn. Dạ vâng. Rồi hai anh chị được mấy người con? Dạ tôi được một trai một gái, các cháu cũng đã lớn rồi. Ở riêng hết rồi. Rồi hôm nay chị Thị đến với Mảnh Ghép Yêu Thương, chị muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì cho chị nè? Dạ tôi cũng muốn kiếm được một cái ý trung nhân nhờ bên Mảnh Ghép Yêu Thương giúp đỡ cho, là người bạn đời thì già cũng được, trẻ cũng được, mình không có phân biệt tuổi tác, nhưng trẻ thì ít tuổi hơn một ít thôi, nhưng mà còn sức khỏe, nếu mà cũng không có về vật chất thì hai người cùng nhau dựng tạo lại cuộc sống, tức là làm lụng một cái gì đó vất vả để mà kiếm một cái số mà vốn để dành dụng lúc ốm đau, lúc tuổi già để chăm sóc nhau. Còn như người nào bằng tuổi tôi hoặc là lớn hơn thì tôi có một cái yêu cầu là phải có một cái số vốn nhất định để mà hai vợ chồng không còn đi làm được nữa, đã yếu già rồi thì phải có một cái số vốn đó để chăm sóc nhau lúc tuổi già sức yếu. Vậy thôi chứ tôi cũng không có nhu cầu cao sang người đại gia hay là hay này khác, thì tôi cũng không quan trọng chuyện đó. Chỉ là yêu cầu có một số vốn để đảm bảo cuộc sống về già cho hai người. Đúng rồi. À. Rồi chỉ có cần anh đó là cái gì không? Người có đạo đức, người không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, thí dụ như vậy. Đúng rồi, tôi muốn người chồng của tôi là sạch sẽ, không có rượu chè, không thuốc lá, không nhậu nhẹt. Nhưng mà người là hiền, lịch sự và biết tôn trọng người sống chung với mình. Thế là được rồi. Thì cái này cái là cũng cái một cái chung chung của các chị em phụ nữ, thì ai cũng phải thích như vậy hết. Tại vì nếu mà được như vậy thì nó sẽ toàn diện, nó sẽ hạnh phúc. Mà không phải phụ nữ mà kể cả phụ nam cũng muốn như vậy. Với tôi muốn là nếu mà có cái chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì vợ chồng cũng nhỏ nhẹ mà đóng cửa bảo nhau. Đúng chứ rồi. Cũng không nên đi chuyện trò đôi co hoặc ồn ào với xã hội thì cái đó tôi không thích. Đúng rồi. Cái đó nó đâu có hay gì đâu. Dạ. Mà nó ảnh hưởng đến chính bản thân của mình chứ không có ảnh hưởng tới ai cả. Dạ. Mà tự mình hại mình. Đúng rồi, chị có cái suy nghĩ cũng rất là hay. Rồi mấy năm mà khi mà chị chia tay với ông xã mình đó, chị có quen được cái mối tình nào khác ở bên ngoài không? À, sau khi tôi từ bên nước Đức về là tôi ở 20 năm bên nước Đức, rồi tôi về Việt Nam là được 25 năm, nhưng mà trong cái tôi về Việt Nam được 3 năm thì tôi có quen một người bạn trai quê ở Bến Tre. Ừ. Thì mối tình đó hai người cũng coi như là nhìn thấy nhau thì cũng như là thần giao cách cảm rồi, nhưng mà khi mà gặp nhau sống với nhau khoảng một tuần thì cái người đó họ đi cao học ở bên nước ngoài, nước Mỹ. Rồi cũng 10 năm biển biệt, không thư từ, tin tức, không liên lạc, không email. Thì tôi cũng nghĩ là coi như là không phải của mình nữa rồi, người ta cũng không có nghĩ đến mình. Thế nhưng mà sau 10 năm thì họ có quay về. Thì lúc cái giờ tôi cũng còn làm ăn khá, tức là chủ khách sạn ở trên Bến Thành á. Thì cái cô tập vũ đó, cô là người viết cái số điện của anh ấy. Nhưng mà cái tối hôm ấy cô lại là người bỏ nhà đi, thì cô lại mang một số cái nữ trang của tôi và điện thoại và các cái, nói chung là tôi mất liên lạc với anh ấy từ cái đợt anh về lần cuối. Tức là 10 năm sau anh tự động anh về nhà, thì cái lần đấy cũng là lần cái cô người giúp việc mang đi hết tất cả, thì tôi không còn liên lạc nữa. Và bây giờ là tổng cộng là hơn 20 năm chúng tôi không có liên lạc với nhau, cũng không có. Có nghĩa là cũng đến và sống chung với nhau được một tuần. Dạ, nhưng mà tuần thì anh ấy đi học ở bên Mỹ. Dạ. Rồi ở bên đây thì chị làm chủ khách sạn ở quận Nhất. Dạ vâng, ở Bến Thành, quận Nhất. Ở cái địa chỉ trong cái chứng minh thư đó. Rồi cái cô giúp việc lại lấy hết tài sản của chị đi. Dạ, còn số lý trang, nữ trang, điện thoại và số điện thoại của anh đó. Nên thành ra tôi cũng không có liên lạc được với anh ấy. Rồi từ đấy anh ấy cũng không quay lại tìm tôi. Thành ra suốt hơn 10 năm chúng tôi không có liên lạc với chị nhau. Chị Thủy nè, vậy là chị cũng có đi hợp tác lao động bên Đức. Dạ tôi đi được 20 năm. Thì em nghĩ với cái lối sống chị ở 20 năm ở bên Đức thì cái lối sống phương Tây nó cũng sẽ có nhiều. Một cái phần nào nó ngấm ở trong người chị cũng dạ, nhiều. Vâng. Thì qua cái cách thể hiện, cái cách nói chuyện của chị thì
Minh Hoàng có hiểu được, chị cũng mang cái ảnh hưởng phương Tây cũng rất là nhiều, 20 năm mà đâu có ít. Mà tính chung thủy cũng nhiều đó, quen cái người bạn đó tới giờ là hơn 20 năm cũng chưa có quen ai ạ. Ở bên Đức thì lúc đó chị qua bên đó hợp tác lao động, chị làm việc gì? Dạ tôi đi làm trong cơ quan của xí nghiệp thôi, làm ca kíp thôi, nhưng mà hồi đấy cũng về nhà cắt may cho những người mà công nhân cùng với mình, họ làm cho mình thành cái xưởng may. Rồi cũng nói chung là kinh doanh khá trong thời gian trẻ đó. Khi đó sao chị thấy nè, chị không có tìm cách để mình định cư ở bên Đức luôn sao? Lúc đó tôi rất nhiều đại gia với tỷ phú yêu tôi và người Đức luôn. Mà tôi cũng rất giỏi tiếng Đức luôn, giỏi nhất trong cái đoàn ấy luôn. Nhưng mà tôi lại thương cái hai cái đứa con mà lúc tôi đi nó mới có 1-2 tuổi á. Nó phải quay về. Nên tôi phải quay về. Nhưng mà cũng một điều bất hạnh cho tôi, khi tôi quay về thì con tôi nó không có nhận tôi nữa. Vì chúng nó đã lớn rồi. Chị ở bên Đức lúc đó chị ở cái tiểu bang nào? Dạ tôi ở vùng... đầu tiên là tôi ở Schwerin, sau đó là tôi sang bên Hanover và Stuttgart. Bên Stuttgart luôn. Dạ. Chị nói tiếng Đức chắc cũng rất là sỏi nha. Dạ, được cái trời thương là nói tiếng Đức giống như tiếng mẹ đẻ luôn. Oh. Biết giỏi hơn các anh chị em cùng đi trong cái đợt đó là nói chuẩn nhất. Bây giờ chị nhất. Có thể dạy em một câu chào hỏi hay là cho quý vị khán giả biết cái câu chào hỏi của tiếng Đức như thế nào? Dạ, Guten Morgen. Là như thế nào? Wie geht es Ihnen, tức là tôi chào anh buổi sáng, sức khỏe của anh thế nào, có tốt không? Yeah. Cảm ơn chị. Cái rồi mình trả lời cái tiếng cảm ơn lại là trả lời sao? Cái cảm ơn của nó là Dankeschön. Dankeschön. Chị quá giỏi, tiếng Đức sỏi như tiếng mẹ đẻ luôn. Không, nói chuyện thì lưu loát. Bây giờ chị có hộ chiếu mà, chị có visa, chị có thể. Năm rồi cũng làm bên cái mảnh bất động sản. Nếu tôi để lại những cái đó thì tôi không có hộ khẩu và tôi không được đứng tên tài sản. Và cái số tài sản tôi 20 năm gửi về đã mất hết vì là người khác đứng tên. Tôi không lấy được cái gì lại, tôi làm lại từ đầu toàn bộ. Thì cái quá trình trong cuộc sống của chị trải qua cũng nhiều cái vất vả quá ha. Dạ tôi cũng có nhiều cái khổ mình làm phấn đấu chị lắm. Chị nghĩ là chị đừng có dạ nha, chị dạ em. Tôi phấn đấu rất nhiều trong sự nghiệp lúc tuổi trẻ, hy sinh cuộc đời không có yêu quan hệ lương tinh gì hết, chỉ lo làm thôi. Nhưng cuối cùng là vì sự thật thà và thương yêu người thân trong gia đình, nên là những cái tài sản đó không về trở lại cho mình mà là về người khác hết. Hai tay trắng về Việt Nam bắt đầu làm lại từ đầu. Rồi chị thấy chị như thế nào mà chị biết đến cái chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi em mà chị... Chị đi chiếc xe đạp điện á hả? Dạ vâng, tôi đi xe đạp điện đến từ đây. Tây Ninh chị chạy xuống đây. Dạ vâng. Xa lắm đó. Dạ, vừa đi vừa sạc, vừa nghỉ ngơi. Mà như thế nào mà chị biết đến Mảnh Ghép Yêu Thương để chị đến đây? Mỗi đêm buồn á, thì mở Facebook ra. Thì trong Facebook thì có tất cả các chương trình của các kết nối yêu thương. Thì đăng ký được chỗ nào thì mình đi chỗ đó. Chờ chị xem Sài Gòn Go. Dạ, tôi có coi hết tất cả các chương trình. Nhưng mà cũng chọn một cái chương trình nào mà cảm thấy rằng mình... yên tâm hơn là ngoài đời. Vì sao tôi về Việt Nam hơn 20 năm tôi không quan hệ, không quen biết bạn trai nào hết. Là vì nói thật lòng ra mà nói, rất nhiều đại gia yêu nhưng bên cạnh các anh có vợ có con, mình không có hay. Đôi khi chỉ vì cái lòng tham mà yêu thương người ta rồi vợ ta đến ta đánh ghen. Hoặc là mình mất mặt với xã hội, vì nói thật ra mình không phải là người nổi tiếng. Nhưng mà tôi ở đâu đó, người ta biết tôi nhiều lắm, mà tôi thì không biết những người đó luôn. Tại hồi xưa tôi có kinh doanh cái khu du lịch sinh thái đấy. Những cái xe mà chở 70-80 người đến đổ vào trong cái khu du lịch sinh thái tôi thì đông lắm. Cho nên bây giờ tôi ra đường ai cũng biết tên tôi. Nhưng mà tôi thì không biết người ta. Cho nên bây giờ tôi lên chương trình này chắc cũng có nhiều người. Ai thương thì viết hay, mà ai không thương họ cũng chửi. Không, như cái tính cách của chị nè, cái cách ăn nói của chị nó rất là lưu lót, nó mang cái âm hưởng phương Tây. Thì em nghĩ quý vị khán giả, cộng đồng mạng sẽ hiểu chị hơn và sẽ đồng tình ủng hộ với cái việc làm của chị. Tại vì trong cuộc sống ai cũng có một cái mưu cầu hạnh phúc riêng, bất kể từ trẻ cho tới lớn tuổi. Các cô chú có tuổi cao cũng có quyền chứ. Tại vì nhiều đôi lúc, nhiều khi người ta hy sinh tuổi thanh xuân của mình để lo cho gia đình, lo cho con cháu. Đến khi về tuổi xế chiều rồi thì mọi người đều có cái quyền để tìm cái hạnh phúc, để mình tận hưởng cái hạnh phúc ở cuối đời chứ. Người nào cũng vậy.
Đúng bây rồi. Giờ nhiều khi có những người trẻ tuổi hay là những cái bậc trung niên, họ đang có gia đình hạnh phúc êm ấm thì họ không có nghĩ đến cái chuyện của những người cao tuổi hơn mà sống cô đơn một mình. Đúng rồi. Thì nó rất cần cái sự yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Thì chị cứ an tâm, em nghĩ cộng đồng mạng sẽ vô cùng ủng hộ chị. Thì cũng chẳng giấu gì, bên kết nối yêu thương là đây chị, là tôi thì anh Minh Hoàng, là tôi nói thật lòng là tôi cũng không quan hệ chơi bời nhiều, mà cộng đồng mạng mà những người ở xung quanh tôi ở Gò Dầu, Tây Ninh ấy, chắc họ cũng biết, họ cũng nói bà này sao mấy chục năm bà về đây mười mấy năm bà cũng không có ai, không có bạn trai, không có bồ bịch, không có ai hết, sống một mình là chung thủy với ai, chờ đợi ai, thì cái đó mình không có nói. Nhưng mà thực lòng tôi sống thì dân chắc là người ta thương tôi, chứ cũng không ai đến nỗi phải đúng ghét. Đúng rồi, dạ. Không chị gương mặt chị nó cũng phúc hậu. Không, em nói thật chứ không phải là ở đây chương trình tụi em nói chuyện rất là thẳng luôn, có sao nói vậy. Không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt nghề nghiệp, có nghĩa là chương trình tụi em làm ra là để mang một cái đúng cái từ ý nghĩa mảnh ghép yêu thương của nó, là mong sao cô chú anh chị được đến với nhau và hạnh phúc. Đó là niềm vui rất lớn đối với chương trình của tụi em. Chương trình tụi em làm hoàn toàn miễn phí, không lấy bất kỳ tiền của cô chú anh chị nào cả. Dù là giàu đi nữa, gửi tiền cũng không lấy. Mà những người nghèo càng cần giúp đỡ hơn nữa. Vâng. Thì chị Thủy nè, chị xem trên Facebook thì chị có chấm được cái đối tượng nào chưa? Cái chuyện này thì tôi cũng kính thưa với anh Minh Hoàng rằng ấy là chuyện tình duyên á, là nó cũng phải là được cả hai bên. Tức là anh đó nhìn thấy hình ảnh của tôi và tâm sự của tôi, chấm tôi thì sẽ liên hệ với anh Minh Hoàng. Còn như tôi mà thích cái anh nào thì tôi cũng sẽ liên hệ đến anh Minh Hoàng. Nhưng hiện giờ thì tôi chưa có dám chấm ai. Bởi vì trước tiên là mình phải thông báo cái hoàn cảnh của mình trước, để cho mọi người biết được đã rồi họ có ưng hay không, họ sẽ liên lạc với anh. Chứ bây thì, giờ... Thủy là một người rất là sáng suốt. Dạ. Tại vì sống phương Tây hơn 20 năm mà. Không? Thì mình sẽ hiểu hơn về cái vấn đề. Thôi nói chung ra để cho mọi người chọn mình đi. Dạ vâng. Đúng rồi, nó sẽ hay hơn. Như vậy đi thì cho nó dễ hơn. Chứ... Bây giờ chị thấy nè, nếu mà sau khi cái video này mà đăng lên á, thì sẽ có rất là nhiều anh gọi tới chương trình. Dạ. Thì nếu mà những anh đó là, nhưng mà phải ăn, những anh đó phải lên đây ngồi ghi hình giống như chị vậy đó. Vâng, xong mà... rồi sẽ gửi cái đường link đó cho chị, rồi chị duyệt ha. Nếu mà chị thấy ok thì nói ở Minh Hoàng ơi, anh này được. Rồi thì Minh Hoàng sẽ tiến hành mời anh chị đến đây một lần nữa. Chị có sẵn sàng tới một lần nữa không? Có, nếu mà tâm đầu ý hợp với một người nào đó, mình cảm thấy rằng mình có thể gửi gắm cuộc đời mình với người ta. Đúng rồi. Thì tôi sẵn sàng xa 1000 cái số tôi cũng đến. Đúng rồi, chứ ở nhà là thôi xong luôn á. Không, tôi phải đến. Bởi vì cái ý trung nhân này không phải đơn giản cả cuộc đời mình tìm được một người. Có khi hết một cuộc đời, hôm nay là 62 tuổi vẫn chưa có được người bạn đời. Đúng rồi, nó này nó đòi hỏi ở cái duyên số của mình nữa. Vâng, đây là duyên số của trời định mà cả hai người nữa. Đúng rồi, nhưng mà cái khi duyên... mình thích người ta mà người ta không thích mình cũng không được. Nhưng mà cái duyên là phải do mình quyết định nữa, chứ không phải mình nói là cái duyên số trời quyết định, nhưng mà mình phải tạo mình ra cái duyên. Mình thích và người ta thích mình là đúng ok rồi. Đó là cái bây duyên. Giờ mình ngồi ở nhà mình chờ đợi cái duyên nó đến, chừng nào nó đến. Có lên đây mình phải tạo cái duyên, mình tạo cái duyên rồi duyên nó đủ duyên thì nó mới đến được. Vâng, nó nhiều cái yếu tố, chứ giờ mình ngồi ở nhà mình nói thôi tùy duyên đi, tùy duyên thì đến chừng nào cái thì cái tôi cũng nói là bây giờ hình ảnh của mình, hoàn cảnh của mình đã trình bày lên như thế, anh nào cảm thấy được thì anh sẽ liên hệ bên Minh Hoàng, rồi Minh Hoàng kết nối cho tôi đến gặp người đó. Tôi cũng nói Minh Hoàng rằng ở anh đó tôi thấy cũng được, cuộc sống có thể là chăm sóc cho nhau được cuối đời, thì tôi sẽ lên gặp Minh Hoàng để mà kết nối với anh đó. Ok, chứ không có vấn đề gì hết. Rồi ok. Chị thấy, chị thấy nè, chị có yêu âm nhạc không? Tôi rất thích ca hát. Bây giờ là chị thấy nè, chị có thể
trình bày một cái ca khúc nào, một đoạn thôi, tặng cho quý vị khán giả cũng như tặng cho Ý Trung Nhân chuẩn bị đến với cuộc đời mình nè, được không chị? Được, có. Rồi, ok. Rồi, mời chị. Như là hát chay thì tôi cũng hát được. Ừ, hát chay, ừ, đúng. À, vậy tôi không biết chọn bài gì được nha. Chị thích hát ra dòng nhạc nào? Tôi thì cũng chưa biết cải lương, tại vì nói thẳng ra về đây cũng hồi xưa để làm ăn không có thời gian. Đó, nhạc thôi. Nhạc thì bây giờ cũng chưa có chọn bài nào đâu. Cũng có biết hát mấy bài trên karaoke đấy thôi, chứ cũng chị chưa có đi sâu. Chị thích hát bolero hay là gì? Thì như hôm qua đó là bolero thì tôi cũng có biết. Ví dụ như tôi muốn hát một bài Người Tình Đi Về Đâu. Rồi, Người Tình Đi Về Đâu. Bây giờ mời chị, đó cái là, bản này cũng ý nghĩa lắm nè. Đó là cái đề bài của nó là Mưa Qua Ngõ Nhỏ đó. Mưa Qua Ngõ Nhỏ. Dạ. Rồi, mời chị. Người tình đi về đâu, mưa rơi tràn ngõ nhỏ. Người tình đi về đâu, ai còn ngơ ngác đứng trông ai. Rồi. Ngày đầu mới gặp nhau, cứ ngỡ như yêu kiếp nào. Tuy đã yêu trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn còn e. Hay quá. Rồi. Người tình đi về đâu? Dạ. Ảnh đi về nhà ảnh chứ đi gì đâu. Rồi, thế tôi cũng xin gửi tặng quý khán giả một đoạn như vậy đó. Rồi, cảm ơn chị Thủy nhiều. Dạ. Thì người tình đi về đâu, ảnh đi về nhà. Về nhà ảnh á, bây giờ ảnh chưa tới đây được. Dạ, chưa có thấy chị. Gặp được. Dạ. Ờ, khi mà thấy rồi cái là lúc đó là gì? Tình duyên như kiếp nào ấy, nó gặp. Dạ, bắt đầu tiếp tục. Ừ, đó thì tới bắt đầu học bài khác. Ừ. Rồi. À, chị Thủy còn nói gì nữa không? Dạ không, tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Minh cũng như là bên Kết Nối Yêu Thương giúp đỡ cho tôi. Minh Hoàng chị. Minh Hoàng chứ không phải Hoàng Minh. À, anh Minh Hoàng cùng bên Kết Nối Yêu Thương ấy là có thể là giúp đỡ cho tôi cái đoạn cuối cuộc đời, có một nơi coi như là an yên cùng với bạn bè mà sống chăm sóc nhau lúc tuổi già sức yếu, rồi hiểu và thông cảm cho nhau, thế là ok rồi, chứ cũng không quan trọng gì những cái khác. Vậy là chị muốn Mảnh Ghép Yêu Thương tìm giùm chị cái đoạn cuối tình yêu. Dạ vâng. Không? Giờ vâng. Chị có biết hát bài đâu? À, bài đó thì tôi chưa thuộc. Đoạn cuối tình yêu. Chưa, không thuộc. Chưa để thuộc. Tôi về tôi học tiếp. Ừ, thôi, 11 mình về mình học cái bản đó đi. Dạ. Cái gặp anh ở đây, cái anh ơi, mình đi đoạn cuối tình yêu. Vậy ha. Vâng ạ. Rồi, Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chân thành cảm ơn chị Thủy đã vượt đường xá xa xôi, dành cái thời gian quý báu của mình đến với Mảnh Ghép Yêu Thương, và tin tưởng Mảnh Ghép Yêu Thương trao cái trách nhiệm nặng nề tìm giùm cho chị đoạn cuối tình yêu. Dạ vâng ạ. Tôi cũng rồi, Mảnh Ghép Yêu Thương cũng cầu chúc chị Thủy sớm ngày đạt được như sở nguyện ha. Dạ vâng, tôi cũng xin cảm ơn Mảnh Ghép Yêu Thương anh Minh Hoàng cùng tất cả anh chị em cộng đồng trong đây. Rồi cũng thân mến chào cộng đồng mạng, những ai mà cảm thấy yêu quý tôi thì cứ xin liên hệ với bên anh Minh Hoàng, Mảnh Ghép Yêu Thương, và kết nối cho tôi được có một người bạn đời tọa nguyện theo ý muốn. Mảnh Ghép Yêu Thương sẽ cố gắng giúp chị. Dạ, tôi xin chân thành cảm ơn. Chị cứ về an tâm ngủ ngon. Dạ. Chờ cái tin vui đến với nửa đời còn lại của mình. Dạ, tôi xin cảm ơn. Trước khi kết thúc chương trình, Mảnh Ghép Yêu Thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, tôi xin cảm ơn ạ.